chỉ có từ nước thơm lá đào, nước thơm hạnh nhân tác có tác dụng điều tí thôi. Còn lại nước thơm thì thường không có tác dụng điều tí, phải có dụng để làm gì? Nó thường là giúp giọt hoặc là dung môi để pha những cái dạng dung dịch thuốc khác. Ha, coi như là chất giọt giống như siro này á, mà trường hợp chất giọt thì nó ví dụ này là thơm thôi. Ha, vừa là dung môi vừa là thơm thôi. Về phương pháp điều chế được nước thơm thì ở đây có đưa ra hai cách nè, tóc kéo điều tiết trong nước hoặc là hòa tan trong dầu trong nước. Thì mình giới thiệu qua về cái trường hợp là tóc kéo điều tiết có tinh dầu thì có thể là tóc kéo vào trong nước hoặc tóc kéo trực tiếp. Thì mình xem cái hình ảnh này mình sẽ thấy cái nguyên tắc của nó giống như là mình làm cái là làm gì đó, làm giọt thơm, làm cái nước thơm, cái nước thơm, tinh dầu thơm á, là người ta có thể làm theo này, và bán thì nhiều quá, làm theo này rất là cao và luôn tốt lên, luôn tốt lên. Cái hơi nước sẽ được dẫn qua cái hệ thống là cho dùng điện dùng điện này là tinh dầu nha, nha. Để muốn người ta được kéo tinh dầu đi mà tắt tinh dầu ra mà, thì cái hơi nước này là cái phần tinh dầu có lọc nước thì cái phần đó thì nó gọi là
trộn trộn bột khét mà trộn 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 cốm mà chiếc trộn cốm bao giờ làm như vậy ba chế trộn này bảo bạn dùng được ba chế trộn này ba chế trong biển mình nói chồng mình chồng nói gì không mình nói chồng bà ta đi vậy hả cảm thấy gì điều chế nó bằng cái thấp nóng.